không? Đâu, cái này lắp cho ông Tuấn nó không mắt đi, thế là ông ngồi nói chuyện với ông mà. Ông lấy mắt của mình, thế mình lắp. Đi. Đấy khoan này, ông không lắp được mà. Nhà anh chơi hai cái cây đào kìa. Đẹp thế. Đâu, năm nay có điều kiện mà chơi hai cái. Cái này nhà mới khác nhỉ? Mới thì nhà 2 năm rồi, 3 năm nhỉ? Cần em giữ không? Từ khi mẹ mất. Cái gì vậy anh ạ? Cho nó nặng đấy, để cho khỏi chạy ấy nhỉ. Vậy phải đè cái gì nữa không? Rồi đấy. Mình phải cho một thêm với một tí vẩy cho nó. Nên phải ngồi chơi với thằng Sài Gòn như kia ấy. Nó bảo ông Hàn ở đâu? Ấy giời, tôi có chỗ này rồi, ông mới chịu Hàn đấy. Bảo ông Hàn đâu? Ấy, ở chỗ ông anh. Cái thằng nó dùng cái tai bên kia đấy nhá. Cái đồ của nó hàn hết rồi mà, hàn dập đi anh. Khó chơi mà. Chưa bám lắm á. Nó chưa ngấu gì. Đấy, nó chưa ngấu thật.